Chào em, hôm nay sẽ hướng dẫn cho em ở cái đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, có nghĩa là năm học sau của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và năm đầu tiên chúng ta thi đó, ở cái môn là môn giáo dục kinh tế và pháp luật. Thì ở đây Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có ban hành cái đề minh họa của kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 của tất cả các môn. Nhưng ở đây thầy chỉ hướng dẫn các em ở cái môn giáo dục kinh tế và pháp luật mà thầy đang giảng dạy. Thì ở đây cái cấu trúc của cái đề minh họa năm 2025 này thì nó hoàn toàn khác so với cái đề thì hiện tại chúng ta. Có nghĩa là gì? Nó khác về cấu trúc, về nội dung và cái cách ra đề. Nói chung là nó sẽ khác hoàn toàn. Thì nhìn chung thì ở đây cái đề minh họa này nó sẽ chia làm hai phần. Phần đầu tiên đó là phần câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn, nó có 24 câu, có nghĩa là chúng ta sẽ có 4 đáp án giống như là dạng trắc nghiệm truyền thống. Tuy nhiên trong cái phần này nó là chia làm hai phần nhỏ trong đây. Phần đầu tiên đó là 16 câu dạng trắc nghiệm truyền thống, 4 lựa chọn, thì cái này rất là quen thuộc với chúng ta rồi, thầy không nói nhiều đến chỗ này. Dạng thứ hai của chúng ta trong cái đề tham khảo năm 2025 thì nó có dạng mới, đó chính là mình phải đọc thông tin rồi mình trả lời câu hỏi, và câu hỏi cũng là 4 lựa chọn trắc nghiệm, dạng 4 lựa chọn. Nó có 8 câu dạng 4 lựa chọn và đọc thông tin trả lời câu hỏi. Vậy ở đây mình có thể thấy là gì? 16 câu dạng 4 lựa chọn là mình quen thuộc rồi. Thì 16 câu này nó chỉ có 4 điểm. Rồi, nếu như bạn nào mà làm thường xuyên làm cái đề giống dạng giống vậy thì mình nắm chắc được trong tay là 4 điểm. Còn 6 điểm còn lại rất là khó để đấy. Bởi vì đó là dạng đề mới, mình bắt buộc phải rèn luyện từ từ. Rồi, 8 câu trong 24 câu này thì mình sẽ có đó là 2 điểm. Rồi, cũng là dạng 4 lựa chọn, nhưng mà bắt buộc em phải đọc thông tin để trả lời. Chút xíu thầy sẽ hướng dẫn ở cụ thể trong cái đề luôn. Rồi, phần thứ nhất là 24 câu với hai dạng câu hỏi trắc nghiệm với hai hình thức giai đoạn khác nhau. Phần thứ hai của chúng ta đó là dạng câu hỏi trắc nghiệm dạng đúng sai, thì mình có 16 câu dạng đúng sai. Thì cái này nó chỉ có một hình thức là chọn một là đúng hay là sai thôi. Nhưng xác suất sai, xác suất mà chúng ta chọn nó sai rất là cao. Bởi vì đòi hỏi chúng ta phải hiểu được cái đề đang hỏi cái gì để mình mới biết đó là đúng hay là sai. Ở đây mình đọc thông tin và trả lời đúng hoặc sai. Nó cũng giống như trường hợp là 8 câu dạng nhân 4 lựa chọn như ở trường hợp trên. Nhưng mình không chọn là ABC mà mình chọn là đúng hoặc là sai. Vậy chút xíu thầy sẽ đề cập trong cái đề minh họa chúng ta nhận thấy rõ luôn điều này. Rồi nhìn tổng quan thì chúng ta chỉ có hai phần, đó là phần 1 câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn là 4 phương án, đó là dạng truyền thống. Rồi phần thứ hai đó là câu hỏi trắc nghiệm dạng đúng sai có 16 câu, tức là chúng ta có 4 điểm trong dạng phần đúng sai. Và ở đây thì đánh giá cái nhận định cái cấu trúc của đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 của chúng ta, nó có những cái mới lạ và nó có những cái yếu tố mang tính chất chúng ta phải hiểu, nắm vững được nội dung kiến thức của bài thì mới làm được. Còn nếu như những bạn nào mà không nắm vững được nội dung kiến thức của bài, không hiểu được nội dung bài học, chắc chắn chúng ta sẽ không làm được bài đối với cái đề minh họa này. Bởi vì cái mức độ cho là khó. Nhưng ở đây chúng ta cũng đừng nên nản vào việc này. Có cái mới thì chắc chắn sẽ có cách để chúng ta học tập cho nó tốt. Và trong tương lai thầy sẽ đồng hành cùng các em để giúp các em vượt qua cái môn giáo dục kinh tế và pháp luật trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong tương lai. Không nói dòng do nữa thì sau đây thầy sẽ đi vào hướng dẫn như cái chỗ là đề minh họa của bộ mới vừa ban hành. Rồi đây là đề minh họa của bộ giáo dục đào tạo vừa mới ban hành ra đối với môn giáo dục kinh tế và pháp luật. Thì cái đề này nó chỉ lấy nội dung kiến thức đó là ở lớp 10. Thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây là gì? Tổng cộng chúng ta có 40 câu dạng trắc nghiệm, nhưng mà có 3 hình thức ra đề trong cái dạng trắc nghiệm này. Thì đối với phần thứ nhất là dạng câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn,
Cái này hồi nãy thì nó nói rồi, nó có 24 câu dạng 4 đáp án. Cái này quá quen thuộc rồi. Ví dụ như là quan hệ vay mượn giữa chủ thể cho vay vốn và chủ thể vay vốn, hay nguyên tắc hoàn trả có kỳ hạn cả vốn và lãi suất là nội dung của khái niệm nào sau đây? Thì cái này quay thuộc bài thì mình sẽ nhận dạng được, đây là dạng nhận biết rất đơn giản. Ở đây mình thấy là gì, đáp án cái này rất là dễ chọn, cụ gì tín dụng, quan hệ vay mượn là tín dụng rồi. Là tương tự như vậy, ở đây nó có tới 16 câu. Đây, 16 câu dạng câu hỏi đó, đó là dạng nhận biết. Chứng tỏ là gì? Mình học được khái niệm, mình sẽ làm được 16 câu này. Mình học bài, mình sẽ làm được 16 câu này. Riêng, đối với từ câu số 17 trở về sau, mình thấy nè, từ câu 17 đến câu 24, nó sẽ có hình thức hỏi khác. Tức là nó sẽ đưa cho mình một đoạn thông tin mà mình phải đọc thông tin này rất dài, và mình phải hiểu được nội dung của đoạn thông tin này đang đề cập đến vấn đề gì rồi mình mới trả lời câu hỏi ở dưới đây. Và ở đây cũng có 4 đáp án cho chúng ta lựa chọn: câu 17, 18, 19 là 20 là nằm trong một thông tin. Cái thông tin thứ hai trả lời cho câu 20, 21, 22 và tương tự như vậy, câu 23, 24 là cái thông tin tiếp theo. Và bây giờ ở đây mình sẽ làm cái thông tin cuối cùng là trả lời câu 23, 24 ha, để thấy cái mức độ của đề nó dài như thế nào. Rồi thông tin nó cho thì theo nghị định 116 năm 2020, nghị định chính phủ, sinh viên sư phạm được miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí là 3,63 triệu đồng trên tháng. Và chính sách này nó tạo điều kiện cho nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vào học ngành sư phạm theo sở thích để phát huy năng lực của mình. Bên cạnh việc được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước, các sinh viên còn biết lập kế hoạch tài chính cá nhân để đảm bảo cuộc sống và điều kiện học tập thông qua việc xác định mục tiêu, định hình tài chính, thiết lập quy tắc thu chi và tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân. Rồi đó là cái hậu thông tin mà đề cho chúng ta. Vậy chúng ta phải đọc được hậu thông tin này và phải hiểu được nội dung trong đoạn thông tin này. Rồi mình trả lời câu hỏi câu hàng ba, hỏi mình là gì, nguồn hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm trong thông tin trên được trích từ đâu? Rồi vậy ở đây mình đọc thông tin trên đây nó không hề đề cập đến cái việc là cái nguồn hỗ trợ sinh hoạt phí. Vậy làm cách nào để mình chọn được câu này? Thì bắt buộc mình phải có kiến thức trong thực tế, mình phải hiểu. Rồi ở đây mình thấy là gì, cái nguồn hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên chắc chắn sẽ trích ra từ ngân sách nhà nước. Vậy ở đây mình phải hiểu được cái bài ngân sách nhà nước, là mình phải biết được trong thực tế thì mình mới chọn được đáp án này. Tương tự vậy câu 24, nó là nội dung nào sau đây không thể hiện tầm quan trọng về việc lập kế hoạch tài chính cá nhân của sinh viên trong thông tin ra? Thì ở đây không thể hiện tầm quan trọng thì ở trong cái đề nó cũng không hề đề cập đến vấn đề này. Là mình phải hiểu được cái đề mình mới chọn được đáp án. Thì ở đây không thể hiện tầm quan trọng, là đề nó dạng là phủ định. Vậy chúng ta thấy là gì, bốn đáp án thì sẽ có một đáp án nó nằm trong cái trường hợp này, đó là cắt khoản chi thiết yếu để đầu tư cho học tập, cắt các khoản chi thiết yếu để đầu tư cho học tập. Rồi ba đáp án còn lại mình thấy là nó đều là thể hiện tầm quan trọng hết, nó chủ động về tài chính cho bản thân, dự phòng tài chính giúp chủ động cuộc sống, cân đối được cái khoản chi cần thiết. Rồi vậy đây mình phải hiểu được nội dung trên cái thông tin thì mình hiểu được câu hỏi thì mình chọn được đáp án, chứ nó không giống như là dạng bốn đáp án truyền thống. Mình đọc cái đề là hỏi trọng tâm vào nội dung của bốn câu hỏi dưới đây, bốn đáp án dưới đây. Đây nó không có. Đó là dạng câu hỏi đọc thông tin mà trả lời câu hỏi bốn đáp án. Tiếp theo phần thứ hai là cái phần mà nó mới lạ nhất, đó chính là câu trắc nghiệm dạng đúng sai. Thì ở đây mình cũng đọc thông tin và mình trả lời đáp án mỗi một ý như vậy. Rồi ví dụ là câu A nó sẽ có 4 ý nè, câu cái thông tin số 1 nè nó sẽ có 4 ý A, B, C, D. Rồi giờ đây mình sẽ có tổng cộng là 4 câu và mỗi câu nó sẽ có 4 câu nhỏ trong đó là A, B, C, D. Thì hiện tại đây mình có 16 câu. Nhưng 16 câu này mình chọn một là đúng hay là sai đối với A, B, C, D. Rồi ở đây ví dụ cái trường hợp đầu tiên, nó sẽ đưa cho mình thông tin, mình đọc thông tin. Một doanh nghiệp đến hạn phải thanh toán khoản nợ với số tiền 1,2 tỷ đồng
cho đối tác kinh doanh. Giám đốc doanh nghiệp đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất đảm bảo cho khoản vay ngân hàng để trả số nợ trên. Tuy đã được ngân hàng giải ngân nhưng vẫn còn thiếu 200 triệu đồng và giám đốc doanh nghiệp quyết định dùng tiền tiết kiệm cá nhân để thanh toán số tiền còn lại cho đối tác. Rồi, câu A, đây yêu cầu mình là gì? Doanh nghiệp trong thông tin thuộc mô hình kinh tế hộ gia đình. Vậy cái nhận định này mình cho rằng nó đúng hay là sai? Thì mình chỉ có quyền chọn một là đúng hay là sai thôi, chứ không có quyền chọn A, B, C, D gì hết. Cho nên mình lưu ý chỗ này. Rồi, vậy ở đây mình đọc thông tin rồi mình phải hiểu được cái doanh nghiệp này có phải là doanh nghiệp nằm trong nền kinh tế hộ gia đình hay là không. Vậy ở đây mình thấy rõ ràng doanh nghiệp trong thông tin thuộc mô hình kinh tế hộ gia đình. Ở đây mình thấy không phải là kinh tế hộ gia đình. Rõ ràng trong đề có thể đề cập là không thấy là trường hợp kinh tế hộ gia đình trong này hết. Cho nên ở đây mình phải hiểu được thông tin và mình phải hiểu được nội dung thì mình mới cho rằng đó là đúng và sai, rất dễ nhầm lẫn và cái xác suất mình chọn sai rất cao. Cho nên mình lưu ý một là đúng là sai, như là nó vui là một sống hay là chết chứ không còn đường nào khác, đúng, rất nguy hiểm. Rồi câu B, quan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp và ngân hàng là tín dụng thương mại. Thì ở đây này nó rất dễ là mình đọc cái thông tin mình thấy là nó không có đề cập đến cái vấn đề này. Thì ở đây mình thấy rõ ràng câu B cũng là câu sai, bởi vì nó không phải là tín dụng thương mại, quá rõ ràng ha. Rồi câu C, hình thức tín dụng ngân hàng mà doanh nghiệp tham gia là cho vay thế chấp. Rồi thì ở đây mình thấy rõ ràng đây là doanh nghiệp này đang thế chấp tài sản để vay vốn. Đây mình thấy rõ ràng nó dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nè và gắn liền với đất đảm bảo cho khoản vay, đó chính là giấy thế chấp. Rồi vậy ở đây mình phải hiểu được nội dung trong đề mình mới biết đó đúng hay sai. À, câu D, việc lập kế hoạch tài chính cá nhân rất cần thiết để đảm bảo an toàn tài chính. Thì câu này thực chất ra câu này rất dễ là hỏi về việc là mình thấy cái này nó có cần thiết là không thôi chứ không có gì hết. Thì ở đây là câu đúng. Rồi thì cái dạng này nó giống như là những cái bài tập trong sách giáo khoa bộ Trong Trời Sáng Tạo của chúng ta. Ngay cái phần luyện tập câu đầu tiên, câu đầu tiên của phần luyện tập của sách giáo khoa Trong Trời Sáng Tạo là nó có hỏi dạng câu hỏi giống vậy, có nghĩa là em phải đọc nhận định sau đây, em phải đọc nhận định sau đây và cho rằng đó là đúng là sai, hay là em đồng tình hay là không đồng tình và giải thích vì sao. Thì nó cũng giống vậy, đồng tình có nghĩa là đúng, không đồng tình như là sai, rồi nó cũng giống vậy thôi nha. Cho nên là mình phải làm phần luyện tập thường xuyên thì cái phần này nó không khó. Rồi vậy ở đây qua cái đề mình qua cái đề có hai thấy là gì, đề minh họa năm tới với 2025 tuy có nhiều điểm mới nhưng mà trong những cái yếu tố đó nó vẫn có những cái điều mà chúng ta thấy mà đơn giản chứ không khó. Vậy cái việc chúng ta ở đây là gì, mình phải rèn luyện làm sao cho mình làm cho nó quen đối với những cái hình thức ra đề giống như vậy, làm sao cho nó quen đối với những dạng câu hỏi như vậy thì mình đến ngày thi mình sẽ làm được. Những thời gian từ đây đến đó còn rất lâu cho nên mình cần phải chuẩn bị trước nè. Rồi thì cái đề này nó nhìn chung đánh giá nó cũng không quá khó và nó cũng không quá dễ bởi vì nó có độ phân hóa rất cao, cho nên là mình cần phải tập trung và mình cần phải ôn luyện cho kỹ. Thì đó là những cái nhận định của thầy về cấu trúc của đề thi minh họa tốt nghiệp của khoa học công nghệ 2025. Thì cuối lời chúc em học tập thật tốt và biết được những thông tin này, hy vọng em sẽ có tinh thần chuẩn bị để học tập và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt được nhiều thành công. Xin chào các em và hẹn gặp lại em ở những video tiếp theo.